Xin chào anh em, các bạn đang xem kênh Chuẩn Garden. Ngày hôm nay tôi sẽ cho bà Tân Vlog. Bà Tân Vlog dạo này rất là hot và hôm nay xin được số của bà Tân. Tôi sẽ gọi điện cho bà Tân xem bà ấy phản ứng như thế nào. Các bạn chờ đón cuộc gọi điện của tôi. Alo, có phải bà Tân Vlog không ạ? Vâng, hôm nay bà có đi quay clip không? Vâng, cháu tên là Chuẩn. Cháu muốn thuê bà đến làm vườn nhổ cỏ cho cháu. Vâng, cháu trả bà 25.000 một ngày nhổ cỏ với trông vườn cho cháu nhá. Không được à? Thế bà bao nhiêu thì bà làm cho cháu? Hai triệu á? Thế tiền đâu mà trả? Thôi chốt một câu cuối nhá, cháu trả bà thêm 25.000 nữa, 50.000 một ngày bà có làm không? Có bà dở thì có. Thôi